Chào mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt ở trên cái con đường Hoàng Trọng Mậu. Ngày xưa nó là hẻm 9003 gì của 903 của Trần Xuân Soạn. Cái con đường này lớn lắm, mà cái hẻm này lớn quá. Thế sau này người ta đổi lại là thành cái đường Hoàng Trọng Mậu đó anh chị. Phía sau lưng em chạy ngược lại, phía sau lưng em đó là khu dân cư Nghiêm Lam. Còn em đang hướng về đường Trần Xuân Soạn, cập nhật về tình hình đường Trần Xuân Soạn buổi chiều nay đó anh chị. Quán nhậu nè, giờ chưa có khách ha. Lẩu gà lá é Phú Yên hai bên đường. Cái chỗ này nếu mà để ý thì sẽ có 4-5 quán gì đó người ta đóng cửa rồi, quán nhậu đó. Tới đó mình rẽ trái là đi Phạm Thế Hiển. Cái góc cái quán nhậu lớn lắm, ngay chỗ cái góc đường bên đó đó, người ta đóng cửa lâu rồi, nay cũng mấy tháng rồi. Rẽ trái là mình chạy đoạn nữa là lên lên cầu qua Phạm Thế Hiển rồi. Chiều nay mình đi bọc về khu cầu Tân Thuận nên gì. Đây cũng bán chợ trời, chú đó bán đồ cũ. Và đầu video thì em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn, chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ an lành và hạnh phúc quá anh chị. Bây giờ là cũng 4:45, giờ này là chưa phải là cái giờ cao điểm của cái con đường này. Tầm 5 giờ hơn là bà con mình làm ở trong khu chế xuất Tân Thuận đó, về cái đường này rất là đông. Qua wow, khu vực quận 8 nữa, Phạm Thế Hiển buôn bán quá rồi trái cây luôn, miền Tây đi lên. Bây giờ thủy triều nó lên, nó có những cái chiếc ghe nó nổi lên trên ở ngoài. Thắng ác quá, đang chạy tàn tàn thì cái thắng lợi mua coi đồ mà không nhanh không gì, ủi đứt luôn. Ở đây có những cái chiếc ghe người ta có ký tự anh chị, như ở Vĩnh Long là sẽ để là VL, Bến Tre là BTR, còn mà BT là Bình Thuận, nó cụ thể luôn chứ không phải chữ cái như xe chạy trên bờ. Bên đây là Trần Xuân Soạn, mé ngoài là coi như người ta giải tỏa hết cho cái những cái căn nhà tạm bợ rồi. Bên kia quận 4 thì còn cách xa quá không thấy được. Cái máy em quay cùi lắm, chưa có tiền thay cái máy nó xịn hơn. Cũng gần Tết rồi, nhiều cái nó chi tiêu. Ở đó có một cái The Coffee Shop ở ngoài chiếc ghe đó, ta làm ngoài chiếc ghe nè, nước thở lên rồi. Cái điều đặc trưng ở Sài Gòn này nay là cũng là ngày mùng 1 tháng 11 rồi, ngày dưới là mùng 1 tháng 10 rồi, một tháng nữa là Tết Tây. Hết hai tháng nữa là Tết Tây, em nói nhầm. Trước lúc Tết Tây thì có Halloween, Noel chứ, Halloween hôm qua rồi. Nay là cũng mùng 1 tháng 10 âm, vỏn vẹn 3 tháng nữa là tới Tết ha anh chị. Lại một năm ăn hại nữa trôi qua rồi, làm tiền bạc thì không thấy đâu. Chi tiêu thì quá trời, mỗi cái chút. Ở trên giả cầu mình mới qua đó là cầu Kinh Tẻ thì còn quá trời rác luôn ngoài sông. Ba cái lục bình này, thùng mót bao ni lông. Cầu Kinh Tẻ nó đường Nguyễn Hữu Thọ đó. Thank you.
mới 4 giờ bây giờ 4:50 luôn mà 4 tối luôn. Cứ để mà Sài Gòn mà nước lên á là hay có cái mây mây đen lắm, chuyển mưa. Còn khu vực này mé bên tay trái em ngoài bờ kè đó, người ta làm cái hành lang bờ kè đi xa ra ngoài luôn kìa. À, nhưng mà chưa có hoàn thiện á. Người ta chỉ làm những cái bê tông người ta đổ ở ngoài á, chứ còn cái dạng như cái vỉa hè ở trên còn rừng không, cây cối không. Ở ngoài thì người ta cũng có xây để những cái bàn ghế bà con ở đây người ta bán nước đó. Còn đèn xanh đèn đỏ này là đường Lê Văn Lương nè. Rẽ phải đây là đầu đường Lê Văn Lương của quận 7 luôn á, thuộc phường Tân Hưng của quận 7. Rẽ thẳng không hoài cái đường Lê Văn Lương này, rẽ phải đó thì sẽ đi về khu vực Hiệp Phước, Nhà Bè rồi luôn. Đường Lê Văn Lương này chứ dài lắm. Còn ở đây là chợ Tân Kiển, bán quá trời dép, thao mũ nhựa. Như vậy nè, người ta không cần phải là cái quán lớn gì đâu, không cần phải thuê phục vụ gì đâu anh chị. Chỗ này phá sản mới vừa qua, kinh doanh cái gì đó hết. Thế ở nhà đó, ở nhà mà người ta có cái mặt bằng như vậy đó, chứ người ta làm những cái món chiên xào gì đó khô, làm món nhanh đó, rồi lấy bia về để mấy cái bàn vậy. Có nhiều người người ta thích cái sự đơn giản vậy đó, ta ngồi lên người ta ngồi nói chuyện đó anh chị, chứ không cần phải vô quán á. Ta xích cái sự đơn giản đó, loại đó ngồi uống vài chai chứ không nhiều, nhậu không xỉn đâu. Bây giờ thì những cái chỗ như vậy nó bị dẹp hết rồi, kiểu bán buôn không có ba cái mồi màng mình lấy về đó. Để lâu quá nó cũng không ngon. Chung cư Quốc Cường Gia Lai hôm qua đó. Bến Vân Cấm. Đường này thì chạy thẳng ra cầu số 10. Qua cầu số 10 thì đường gặp đường 38, gặp đường 38 rồi sẽ gặp đường cầu Nguyễn Thị Thập. Ở đây có một cái quán quán nhậu nồi đất này, là nồi đất 3, nồi đất 1 nó gần cái chỗ đường Tân Thuận đó, rồi hai con dê luôn. Giờ này chưa có khách. Này lớn thôi, cái mặt này lớn thôi. Nồi đất 1 là chắc cũng 15 năm rồi, 15 năm hơn á. Cái quán nhậu nồi đất đó anh chị. Trời, nước ngập dữ rồi. Ngày xưa nó là lẩu cua đồng. À, sau này từ từ nó qua thành dê. Ồ, nước ngập dữ à, không mưa cũng ngập nữa hả, nước lên cuối tháng này qua tháng sau, mà thường thường là ngày âm nó rằm tháng 10, rằm tháng 11, cái khu vực ra Sài Gòn này ngập dữ thần ngập luôn. Năm rồi, năm trước nữa, 2 năm liên tục em ở trên này không có gì quê, qua Tết mới về. Thì những cái ngày mà mùng 1 là nước đã ngập lên rồi. Thường thì mấy tuần này qua Tết em mới về không anh chị. Chung là Tết cũng không được về. Đi làm á, trực bên hệ thống anh chị, server đó,
làm IT mà, thì mấy cái server đó mình sẽ trực xuyên suốt 24/24 đó, rồi thì nghỉ cho mấy bạn làm chung về, mình qua Tết mình về sau. Nói chung là cũng ông bà người quen rồi, chứ quê cũng có, nhưng mà không còn là ham vui như ngày trước nữa chị. Nhiều khi về ngay những ngày Tết đó về thì gặp ông bà anh em rồi vui thiệt, nhưng mà nhậu nhiều lắm. Khu vực miền Tây mà Tết lễ đồ gì dưới là nhậu, từ dưới thằng nhậu lắm. Nhưng đặc biệt mấy ngày Tết sáng đi chúc Tết, sáng đi chúc Tết là coi như là nhậu dài cho tới chiều luôn. Nó mệt dữ lắm, mệt. Thật ra thì cũng muốn về đó, một phần do tính chất cái công việc, một phần là cũng né né nhậu đó anh chị. Chứ mà cũng lâu lâu cũng đổi vậy đó, đổi ca vậy đó, người này nhậu người kia, người này năm nay người này về, năm tới người kia về vậy đó, nó xoay chuyển như vậy. Đường này là đường Bòn nè, rẽ trái đường rẽ phải đường Lâm Nhân Bòn là sẽ ra ngoài Sĩ Thập đó. Khu này buổi chiều bà con mình bán đồ uống nhiều lắm, này chắc là dọn rồi chứ để hồ nước nó lên nữa, thấy cái màu quá trời nước. Ghe tàu ngoài quá trời anh bán trái cây, nước lên những cái ghe lên trên nó trên á. Ở đây là thuộc cư xá ngân hàng của quận 7, phường thì phường Tân Tây, khu dân cư đó chị, cư xá ngân hàng. Đường vô hôm nay phía xa xa có cây cầu, đó là cầu Tân Thuận, cầu Tân Thuận 2 hướng quận 4 đi về quận 7. Chưa gì ngập tè le rồi. Buổi chiều bà con mình, cô bác mình bán ở cái khu vực này nhiều lắm, bán ở cái bờ kè đó, tàu ghe dưới người ta đem cái cây lên. Ôi ngập quá rồi. Đúng là tháng nước ngập. Người xưa thường nói là tháng 5 chưa nằm đã sáng, mà tháng 10 chưa cười đã tối ấy, anh chị. Trời nó ngập lên láng rồi. Ngoài rác quá chừng, rác thuộc bình rác nữa kìa. Bên đó có một cái hụ để neo đậu ghe tàu lên xuống nha. Những cái chiếc cano đó. Trời sập hố. Nặng ghê không? Dễ hư xe lắm. Mùa này là coi như là má ơi, xuống cái hố chào má luôn, ngay chỗ cái cống hết hồn, khó tim. Mùa này dễ hư xe lắm, kiểu mình chạy một cái đường ngập gì rồi chú đó làm cái ùm luôn, nó vô bố, nó vô cát đồ, nó vô mấy cái bạc đạn. Lẽ ra ngay chỗ cái cầu đó đó anh chị, là mình không nâng lên được ha. Nâng lên được do cái dạ cầu nó thấp, nó sẽ đụng cái cầu á, xe công là nó chạy. Nhưng mà cái đường này thì mình nâng được chứ, nhấc lên lên thì... Đây là cái ngã ba thích thật lớn ha, để dành cho xe container quanh nè. Em đứng ở đây cho anh chị ngó luôn, cái đường này sửa liên tục á, chở toàn là sắt thép không. Bên tay phải cái đường quanh nó có cái bãi container đậu á, cầu Tân Thuận quá trời ngập nè. Lên bên phía ngoài.
như em thấy là cái quận 7 này là chỉ có cái khu vực Phú Mỹ Hưng thôi là nó không ngập. Chứ còn mà rằm tháng 10, rằm tháng 11 ngõ ngách nào của cái quận 7 nó cũng ngập hết, chỗ này ngập sâu luôn nè. Đi thì chỉ sốt ruột rồi luôn, sắp tản ướt luôn. Đi thì chỉ sốt ruột chiếc xe lắm. Bán chân gà rồi nhiều lắm, ốc móng tay giờ hết rồi, nước này quá đứng xe không được rồi, kẹt xe, tình hình này ai cũng lo chạy thôi chứ không có lo ăn đâu. Góc cua thấy ớn, xe công mà cái đường cua vậy mà nó cũng chen nhau đi chứ. Rồi lọc tới đây là đường Huỳnh Tấn Phát nè. Quá trời. Rồi không? Dạ rồi, bây giờ em cập nhật về đường Trần Xuân Soạn, trời chiều Trần Xuân Soạn. Đến đây là cũng xin kết thúc anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm và ủng hộ kênh. Một lần nữa cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn một buổi chiều thứ sáu vui vẻ, an lành và hạnh phúc quá anh chị. Dạ. Yeah.